xuất hiện lỗi mất đòn đánh thường với nhiều tướng trong 13.3. Không lâu sau khi Liên minh 13.3 cập nhật trên tất cả các máy chủ, cộng đồng đã nhận ra một lỗi nghiêm trọng và xảy ra thường xuyên, đó là người chơi sẽ bị hủy đòn đánh thường khi kết hợp với chiêu thức, dẫn tới việc mất một lượng sát thương trong các pha combo. Sau khi vấn đề được báo cáo lên đội ngũ vận hành, Riot đã xác định được lỗi. Theo thông báo mới nhất, đã có một lỗi hủy đòn đánh thường khi dùng các kỹ năng lướt. Điều này ảnh hưởng nặng đến một số tướng như Katarina, Lucian, Aatrox. Riot thông báo, chúng tôi đã phát hiện và đang làm việc để sửa lỗi và sẽ cập nhật tình hình cho người chơi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không chỉ các tướng có chiêu lướt mới bị ảnh hưởng, một vài trường hợp khác cũng bị mất sát thương đánh thường khi kết hợp với kỹ năng một cách nhanh chóng. Đây rõ ràng là lỗi khá nặng và ảnh hưởng rộng, vì thế Riot cần nhanh chóng giải quyết trước khi có thêm các trường hợp phức tạp hơn. Liên minh 13.3 có rất nhiều thay đổi, đặc biệt sau khi Riot bị tấn công mạng cách đây không lâu, do đó việc gặp lỗi là điều không tránh khỏi. Dự kiến phải ít nhất 1 đến 2 ngày tới thì mọi thứ mới ổn định trở lại và game thủ có thể trải nghiệm tốt nhất những điều mới mẻ trong update.